Việt Công Giáo xin kính chào quý cộng đoàn. Một tin buồn xót xa vừa xảy ra. Thầy Du Xe Đặng Văn Mỹ, chủng sinh giáo phận Bùi Chu vừa được Chúa gọi về vào hồi 10 giờ 45 trưa Chủ nhật, ngày 6 tháng 11 năm 2022, hưởng dương 32 tuổi. Thầy Du Xe Đặng Văn Mỹ hiện tại phục vụ ở giáo xứ Lạc Đạo Bùi Chu, đi lễ ở đền Thánh Báo Đáp Bùi Chu vừa về. Lúc đi qua thị trấn Cổ Lễ thì xảy ra tai nạn không qua khỏi. Có quý đức cha Tô Ma, quý cha, quý thầy hiện diện ở đó để cầu nguyện cho thầy. Thương xót thầy ra đi đột ngột. Thầy Du Xe hiện là chủng sinh khóa 8 Đại chủng viện Bùi Chu, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1991 tại giáo họ Đồng Ninh, giáo xứ Lạc Đạo, giáo phận Bùi Chu, xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Thánh lễ an táng thầy Du Xe sẽ được cử hành lúc 8:00 sáng thứ ba, ngày 8 tháng 11 năm 2022, tại nhà thờ giáo họ Đồng Ninh, giáo xứ Lạc Đạo. Kính xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn cầu nguyện cho thầy Du Xe sớm được hưởng danh Thánh Chúa. Lạy Chúa, con như người thợ dệt đang mãi dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ, thật quá đỗi bất ngờ và đau xót. Xin cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn thầy Du Xe Đặng Văn Mỹ, người anh em vừa được Chúa gọi về.